lần đầu tiên một triển lãm thể hiện sự giao thoa giữa trượt ván và nghệ thuật đường phố được tổ chức ở châu Á. Quy tụ trong Spraying Board Việt Nam, triển lãm hợp tác giữa Viện Pháp tại Việt Nam và hội Superposition tại Lyon, Pháp. Đến với cái chương trình Spraying Board về nghệ thuật đường phố và triển lãm về tranh trên ván trượt này thì mình cũng muốn đưa đến một cái thông điệp gì đó mà nó cũng gần gũi và nó đường phố thì gần nhất với mình, đó là chiếc xe máy, bởi vì mình sử dụng nó để di chuyển và đi qua đi lại mỗi ngày. Thì tác phẩm này có tên là Hình Thái 4 và mình khai thác hình ảnh một cách nó mong manh, nó trừu tượng và nó hơi nhòe nhòe một tí, bởi vì cảm giác mình cũng không phải nắm bắt được. Đó là cái cách mà mình tiếp cận với cái chủ đề này. Thì đây là lần đầu tiên là có thể thực hiện một cái tác phẩm graffiti của mình lên ván. Thì thật sự rất may mắn mà Việt Pháp đã cho Lực cái cơ hội để mà thực hiện điều này. Thì Lực thấy nó có một cái rất là thú vị là nó có những cái bề mặt nó không có phẳng như là những cái tấm canvas mà Lực hay làm. Nó khá là gồ ghề giống như là những cái bức tường mà Lực hay làm á. Thì nó cũng tương tự như vậy. Và lần này thì Lực vẽ 4 tác phẩm ván và nó có những cái chủ đề liên quan xung quanh văn hóa Việt Nam. Và may mắn là mình cũng có cơ hội mình được trải nghiệm một cái khoảng thời gian mình thử nghiệm chơi ván. Thì mình thấy những cái bạn chơi ván á, họ rất là thích những cái hình ảnh đặc trưng của Việt Nam trên những cái tấm ván. Và Lực dùng cái hình ảnh đó cũng như những suy nghĩ đó đưa hết vào tác phẩm này. Triển lãm với 40 chiếc ván trượt đã được các nghệ sĩ Việt Nam và nghệ sĩ Pháp biến hóa thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Họ sử dụng những tấm ván trượt mới tinh, được phủ nền trắng, có bề mặt cong, chất liệu ít thông dụng, hẹp và dài để sáng tác tạo ra những tác phẩm mới lạ và đầy sáng tạo. Tác phẩm của nghệ sĩ Boda, người Pháp gốc Việt. Tác phẩm của Don Matteo, Pháp, nghệ sĩ graffiti đầu tiên tham dự Spraying Board Việt Nam. Bambi Bambi, nghệ sĩ lưu trú sáng tác tại phòng tranh Superposition Lyon. Tác phẩm của Le Mons là nghệ sĩ người Pháp gốc Canada. Babs, nghệ sĩ Pháp, anh được biết đến như một gương mặt điển hình cho phong cách wild style của Pháp, phong cách vẽ graffiti bằng các chữ cái được cách điệu đan xen và đa chiều. Tác phẩm của Dodo Owls, sinh ra ở Lyon. Am Bánh Mì là nghệ sĩ độc lập sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì thường lấy cảm hứng từ truyện tranh, hoạt hình và cả truyện tranh Nhật Bản. Điều này thể hiện rất rõ trong tác phẩm của cô, đặc biệt là các bức vẽ kỹ thuật số. Vui quá, Đinh Nhật Khang hiện đang thực hành nghệ thuật thị giác và là họa sĩ minh họa độc lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Crask, Nguyễn Tấn Lực, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, là đồng sáng lập của nhóm nghệ sĩ Graffiti Wall Lovers. Days, Lưu Đoàn Duy Linh, giải nhất trong cuộc thi Việt Nam Urban Arts Jam và là thành viên của nhóm Graffiti Wall Lovers. Je pense que là
Tôi thấy triển lãm này rất thú vị ở chỗ là trong cùng một địa điểm với cùng những chất liệu như thế này, chúng ta có thể bắt gặp được những phong cách nghệ thuật khác nhau khi mà được thể hiện qua các tác phẩm theo bộ tứ như ở đây. Và điều thú vị thứ hai nữa là các tác phẩm được thực hiện bởi các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam. Qua đó chúng ta thấy được sự đa dạng giữa những phong cách nghệ thuật khác nhau. Đồng thời khi các tác phẩm đặt cùng nhau trong một triển lãm, chúng ta cũng lại thấy rõ được những khuynh hướng khác nhau của nghệ thuật đường phố. Và cũng thông qua triển lãm này thì chúng ta sẽ có thể thấy được sức trẻ. Các bạn trẻ rất thích bộ môn trượt ván và các bạn cũng thông qua nghệ thuật có thể thể hiện được cá tính của mình. Mình nghĩ là đến những cái buổi triển lãm như vậy thì cũng sẽ có thể nào đó giúp cho cái sự sáng tạo của mình và mình có thể mở mang thêm được nhiều kiến thức hơn. Và một cái yếu tố khách quan là bản thân mình rất là thích những cái nghệ thuật đường phố. Đối với ván trượt thì đó là một bộ môn mà bản thân mình rất là thích nhưng mà không thể nào mà theo cái bộ môn đó được. Cho nên là khi mà tới đây và thấy mọi người trượt ván thì mình rất là hâm mộ mọi người. Bởi vì mọi người có thể chơi một cái bộ môn rất là hay. Một điều thú vị khác là bên cạnh trưng bày các tác phẩm ván trượt, đêm khai mạc triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như trình diễn trượt ván chuyên nghiệp, trượt ván tự do, góc trải nghiệm trượt ván. Khi tham gia trải nghiệm trượt ván ở đây thì mình có thể tiếp xúc và giao lưu được với nhiều người mới hơn, với cả ở đây nó nhộn nhịp hơn hẳn và có nhạc hay nữa. Thường thì mình trượt ván ở trong cái túc xá của đại học, xong rồi mình thấy ở đây thì kiểu mọi người rất là đông, bình thường là tụi mình chơi tầm mười mấy người thôi, hôm nay được giao lưu với anh em rất là vui luôn. Những năm gần đây, bộ môn trượt ván đường phố thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, đây còn là môn thể thao hấp dẫn khi người chơi được chinh phục các thử thách, thể hiện nhiều động tác điêu luyện, đẹp mắt, xen lẫn một chút mạo hiểm. Xem trình diễn trượt ván chuyên nghiệp, trải nghiệm độ khó. Hay đơn giản ngắm nhìn những bức vẽ đầy sinh động trên tấm ván nghệ thuật. Thông qua triển lãm này, người xem có dịp cảm nhận rõ nguồn năng lượng mạnh mẽ được lan tỏa từ sự kết hợp giữa hai bộ môn trượt ván và nghệ thuật đường phố.